người Nam Hàn đổ xô ra nước ngoài để du lịch trả thù khi các quy định Covid được nới lỏng. Háo hức được đi nghỉ và gác lại ký ức về những lần bị giam lỏng, hơn 1.000 người Nam Hàn đã bắt đầu các gói tour du lịch đến Hawaii, được quảng cáo bởi kênh teleshopping CJ On Style, được khuyến khích bởi việc nới lỏng các hạn chế Covid trong nước. Nam Hàn đã dỡ bỏ lệnh cắt ly bắt buộc kéo dài 7 ngày đối với những du khách đã được tiêm phòng đầy đủ hết từ đầu hết các quốc gia, bắt đầu từ 21 tháng 3 khiến cho người dân Nam Hàn đổ xô đi du lịch trả thù, một ngột nghệ thuật ngữ đang thịnh hành trên cơ quan truyền thông xã hội khi mọi người tranh nhau đặt các chuyến đi nước ngoài bị trì hoãn bởi các hạn chế coronavirus. Hạn chế lần đầu tiên được nới lỏng vào năm ngoái nhưng đã được tái áp dụng vào tháng 12 với biến thể Omicron có khả năng lây lan cao. Không giống như năm ngoái thì người dân hiện đã sẵn sàng đi du lịch hơn. Các cuộc thăm dò cho thấy là mọi người ít lo lắng hơn về những tác động của việc lây nhiễm virus và ngày càng coi việc phòng chống virus là ngoài tầm tay của họ. Đơn vị mua sắm tại nhà CJ On Style của CJ ENM cho biết là họ đã nhận được khoảng 2.800 đơn đặt hàng cho chuyến đi Tây Ban Nha ở và Ý trong 1 giờ vào hôm Chủ nhật, tổng trị giá là 15 tỷ won, tức là 12.38 triệu Mỹ Kim. Vài ngày sau khi thu về 9 tỷ won từ việc bán một gói du lịch Hawaii.